Quý vị thân mến, hàng ngày chúng ta dung nạp quá nhiều độc tố vào cơ thể như thức ăn nhiễm độc, nuôi trồng phi tự nhiên, môi trường không khí ô nhiễm và nguồn nước. Đó là những nhân tố do tác động bên ngoài thâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Và làm sạch ruột do đó là nhiệm vụ quan trọng vì giúp loại bỏ tất cả những độc tố ra khỏi cơ thể. Khi đại tràng bị rối loạn thì chức năng hoạt động chậm lại, độc tố tích tụ bên trong cơ thể, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Lúc này thì nước ép kết hợp từ các loại rau củ quả chính là cách tốt nhất để làm sạch ruột. Một trong số những loại nước ép giúp làm sạch ruột dưới đây là những món đồ uống cực kỳ đơn giản, rẻ tiền mà bạn có thể làm nhanh chóng mỗi ngày. Thứ nhất là nước ép táo. Táo rất giàu chất xơ và polyphenol. Pectin, một loại chất xơ trong táo, hoạt động như một prebiotic và phục vụ như một loại thực phẩm cho vi khuẩn đường ruột, từ đó làm sạch ruột, giúp ruột thực hiện chức năng của nó một cách hiệu quả. Cách làm: gọt vỏ táo và thái táo thành miếng nhỏ, cho thêm nước ấm, 2 muỗng nước cốt chanh và 1/2 thìa nước gừng và muối. Uống khi đói để làm sạch ruột hiệu quả. Thứ hai là nước ép lô hội. Nước ép lô hội có tác dụng làm dịu ruột, đây là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, giúp giảm bớt táo bón. Nước ép lô hội cũng giúp điều trị hội chứng ruột kích thích và các rối loạn khác của ruột gây ra do viêm. Cách làm: lột vỏ lô hội và đánh nhuyễn thịt, thêm nước chanh và làm lạnh hỗn hợp trong 3 giờ. Mỗi ngày uống từ 2 tới 3 lần hỗn hợp này để làm sạch ruột. Thứ ba là nước chanh. Sự phong phú của vitamin C trong nước chanh được coi là chất làm sạch tuyệt vời cho ruột kết. Nó giúp khôi phục lại sự cân bằng kiềm, điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi. Cách làm: cho nước cốt chanh, mật ong, một chút muối vào nước ấm, uống khi bụng đói. Thứ tư là nước ép củ cải đường. Củ cải đường là một nguồn chất xơ tốt giúp tiêu hóa, duy trì hệ vi sinh đường ruột. Nó giúp làm sạch ruột và giảm bớt táo bón. Nước ép củ cải đường cũng giúp hạ đường huyết. Cách làm: trộn nước củ cải đường với nước nho, chừng 20 quả, thêm nước cốt chanh và muối và hỗn hợp hòa tan rồi uống. Thứ năm là nước cam. Chúng là một trong những loại nước ép dễ dàng có sẵn được sử dụng để làm sạch ruột. Nước cam giúp cải thiện chức năng của vi khuẩn đường ruột và có tác động tích cực đến hệ tiêu hóa. Chúng chứa một chất xơ hòa tan giúp cải thiện các chức năng tiêu hóa. Cách làm: ép cam lấy nước và uống. Tránh uống khi đói vì có thể gây ra tình trạng tăng axit trong dạ dày. Thứ sáu là nước ép kiwi. Kiwi rất giàu chất xơ và polysaccharide pectin. Uống nước ép kiwi đều đặn sẽ thúc đẩy lactobacilli, vi khuẩn tốt cho đường ruột sản sinh. Ngoài ra, loại nước ép này còn giúp giảm táo bón mãn tính, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Cách làm: gọt vào kiwi và xay lấy nước, trộn thêm nước gừng. Bạn cũng có thể cho thêm nước dừa tươi và uống khi đói để có hiệu quả làm sạch ruột tốt nhất. Thứ bảy là nước ép dứa. Dứa chứa một loại enzyme đặc biệt gọi là bromelain, giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa protein và hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Hợp chất này cũng giúp giảm đau dạ dày và sự khó chịu khi tiêu hóa. Cách làm: gọt dứa, cắt thành miếng nhỏ, xay nhuyễn và cho thêm nước vào hỗn hợp, thưởng thức vào mỗi sáng nhưng không nên uống quá nhiều. Thứ 8 là nước ép sorbina. Nước ép sorbina chứa một lượng kali tốt, hoạt động như một chất tẩy rửa ruột. Nó cũng chứa lượng chất xơ tuyệt vời, giúp duy trì một hệ vi sinh đường ruột lý tưởng cùng với việc cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Cách làm: lấy một nắm sorbina tươi và trộn với nước hoặc nước dừa, thêm bất kỳ một loại trái cây ngọt nào như chuối để tăng thêm hương vị. Thứ 9 là nước ép dưa hấu. Nước ép dưa hấu rất tốt cho hệ tiêu hóa. Uống nước ép dưa hấu giúp làm sạch hệ thống tiêu hóa và khuyến khích hoạt động của nhu động ruột. Nó cũng là một thuốc nhuận tràng tự nhiên giúp ngăn ngừa táo bón. Cách làm: gọt vỏ dưa hấu, cắt thành miếng vừa, xay nhuyễn và thưởng thức. Thứ 10 là nước ép mận. Mận khô được coi là thuốc nhuận tràng tự nhiên, nó giúp giảm táo bón cực tốt. Hương vị của nó cũng rất dễ chịu khi thưởng thức vào buổi sáng. Cách làm: ngâm 5-6 quả mận khô vào 1/4 cốc nước trong nửa giờ, trộn thêm nước chanh, mật ong rồi để lạnh và thưởng thức. Những loại nước trên đây đều rất tốt cho việc lọc ruột, tuy nhiên cần lưu ý không sử dụng khi bụng đang đói, nhất là với những hỗn hợp đồ uống có chanh, dứa, mận sẽ không tốt cho sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, mã đề, gừng vốn là vị thuốc trong Đông y, tùy từng đối tượng dùng sẽ có khuyến cáo, không được tùy tiện dùng khi chưa nhận được lời tham khảo từ bác sĩ quý vị nhé. Cuộc sống hiện đại với nhiều tất bật, môi trường ngày càng ô nhiễm, nguồn thực phẩm cũng ngày càng không an toàn, khiến cơ thể không tránh khỏi việc tích tụ độc tố sẽ gây ra các bệnh tật cho cơ thể. Vậy nên không chỉ thải độc ruột thôi đâu, mà thải độc toàn cơ thể cũng vô cùng quan trọng quý vị nhé. Vậy thì làm thế nào để có thể thải độc cơ thể? Hãy cùng Sống An Lạc tìm hiểu những cách đào thải độc tố cho cơ thể ngay sau đây quý vị nhé. Thứ nhất, tắm hơi. Cách làm này được áp dụng trên nhiều quốc gia trên thế giới. Cách làm này giúp chúng ta loại bỏ được các chất độc qua tuyến mồ hôi. Việc này có tác động nhiệt lên cơ thể, giúp làm nóng và kích thích cơ thể, cũng như bài tiết mồ hôi và chất cặn bã, làm nhạy cánh cho thận, đuổi tà khí xâm nhập vào các đường kinh lạc, gây đau nhức cơ thể. Ngoài ra còn có tác dụng làm giãn các mạch máu dưới da, giúp máu đến nuôi da nhiều hơn, da rẻ sẽ hồng hào, láng mịn, loại bỏ mụn. Xông hơi tác động lên hệ thần kinh, làm tăng nhanh quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể, giảm sự căng thẳng stress. Một tác dụng quan trọng khi xông hơi nữa là hệ cơ hô hấp được thư giãn, các ống phế quản giãn rộng, hít thở trở nên dễ dàng hơn, bạn sẽ khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, nên xông với các loại thảo dược, không nên xông hơi nhiều, mỗi lần chỉ 15 phút là đủ, không áp dụng trong những trường hợp sau: phụ nữ có thai và trẻ nhỏ do thúc đẩy co bóp tim quá mức, bệnh nhân có bệnh phổi mãn tính. Thứ hai là loại bỏ trướng bụng. Đầy hơi trướng bụng là một hiện tượng mà chúng ta thường phải gặp khi ăn quá nhiều hoặc ăn những thực phẩm có tính hàn, nhưng ta thường không mấy bận tâm, bị coi như một vấn đề tạm thời, trong khi thực tế nó có thể trở thành mãn tính. Ngày nay, nhịp sống hiện đại làm chúng ta mắc chứng bệnh ngày càng một nhiều hơn do ăn uống quá nhanh, nhai không kỹ, nuốt vội vàng, ăn nhiều chất béo, gia vị, chất kích thích, rượu, bia, cà phê, thuốc lá. Nếu tình trạng này xảy ra liên tục trong khoảng thời gian lâu, đừng chủ quan, hãy đi khám để tìm ra nguyên nhân chính xác. Có thể bạn đã bị chứng đại tràng co thắt. Hãy thử sử dụng các loại thực phẩm sau, xem chứng trướng bụng có thuyên giảm trước khi tới gặp bác sĩ. Dưa leo, đu đủ, chuối, gừng, măng tây, hạt cây thì là, hoa cúc và bạc hà và gia vị tỏi là hữu dụng nhất. Thứ ba là hạn chế đường trong khẩu phần ăn. Càng ăn nhiều đường, bạn càng bắt cơ thể tiết ra nhiều insulin, làm tuyến tụy phải làm việc nặng, dẫn đến việc bạn thêm mệt mỏi và uể oải. Thói quen ăn nhiều đường và đồ ngọt trong thời gian dài sẽ làm bạn rơi vào tình trạng luôn mệt mỏi, dễ mắc bệnh đái tháo đường, có nguy cơ bị ung thư cao hơn, cũng như liên quan trực tiếp tới việc tăng cân. Chế độ ăn quá nhiều đường có thể gây tác hại cho quá trình trao đổi chất và dẫn đến sự phát triển của nhiều bệnh. Do đó, bạn nên bắt đầu bằng cách giảm lượng đường mà bạn tiêu thụ trong các khẩu phần ăn hàng ngày. Bạn có thể tránh thêm đường vào đồ uống như dùng cà phê, trà, ngũ cốc không đường. Đồng thời, hãy hạn chế các loại đồ ăn được chế biến sẵn vì những thực phẩm này thường chứa nhiều đường không tốt cho sức khỏe. Thứ tư là đối phó với các chất gây ô nhiễm môi trường. Hãy luôn nhớ rằng các chất gây ô nhiễm môi trường và dị ứng luôn vây quanh bạn. Các chất này ở ngay trong không khí chúng ta hít thở và có thể gây dị ứng cho bạn như mắt đỏ, sưng hút, mặt nặng nề. Các chuyên gia khuyến nghị đeo khẩu trang có khả năng lọc khí độc nhưng vẫn đảm bảo có thể hít thở dễ dàng. Tốt nhất nên chọn những loại khẩu trang than hoạt tính được Bộ Y tế chứng nhận thay vì khẩu trang vải thông thường. Mặc áo quần dài tay, che chắn thật kín để loại trừ tối đa nguy cơ hóa chất có khả năng bám dính vào cơ thể. Thứ năm là thải độc cơ thể bằng cách bổ sung probiotic. Trong hệ thống đảm nhiệm chức năng thải độc cho cơ thể, ruột đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, cần phải chú ý bổ sung các lợi khuẩn giúp đường ruột khỏe mạnh. Bạn có thể bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột bằng cách sử dụng các loại thực phẩm chứa probiotic. Đây là một loại sữa chua siêu thực phẩm, nguồn cung cấp men vi sinh thiết yếu, chứa vi khuẩn tốt giúp giảm bớt các vấn đề tiêu hóa và làm sạch đường tiêu hóa. Lời khuyên cho bạn nên uống sữa chua hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung probiotic thông qua các thực phẩm như cà chua, atiso, chuối, măng tây, hành, tỏi, yến mạch. Thứ sáu là không thức khuya. Sau một ngày dài hoạt động, cơ thể cần ngủ một giấc ngủ sâu và đủ để có thể phục hồi năng lượng, tái tạo cơ thể. Một giấc ngủ sâu, ngủ đủ, ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể tái tạo lại các tổn thương của cơ thể, phục hồi năng lượng, thanh lọc giải độc cơ thể, tái tạo lại các cơ quan, cải thiện tinh thần và giảm stress một cách đáng kể. Quả thật những lợi ích từ giấc ngủ sâu, ngủ đúng giờ và ngủ đủ là không có gì để bàn cãi, và giấc ngủ cũng là một cách thanh lọc cơ thể hiệu quả nhất. Việc thức khuya quá nhiều sẽ mang đến nhiều tác hại cơ thể, gây mệt mỏi, căng thẳng. Do cơ thể không được nghỉ ngơi, tái tạo, nồng độ cortisol tăng gây stress. Nhiều nghiên cứu cho thấy người thức khuya quá nhiều, ngủ không đủ giấc sẽ dễ mắc các chứng bệnh suy nhược cơ thể, trầm cảm, thậm chí nặng hơn có thể gây bệnh ung thư. Hy vọng thông tin trên đây sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.